Xin chào anh em, trên tay tôi là một sản phẩm bình của thương hiệu Motobat, một thương hiệu bình rất là nổi tiếng trên thế giới, xuất hiện trên 58 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam và phụ tùng xe máy anh em Đông Nam Á là nhà phân phối độc quyền. Thì trong những tháng vừa qua, hiệu ứng của bình Motobat rất là nhiều, được nhiều anh em kỹ thuật cũng như là khách hàng lựa chọn. Và hôm nay tôi làm clip ngắn này xuất hiện tại một câu lạc bộ cũng như là một tiệm sửa xe của kỹ thuật anh Chánh Lộ Trường. Thì mời anh chị em cùng tôi đi dạo một vòng nơi làm việc cũng như là cửa hàng cũng như là nơi đổ những chiếc xe của phụ tùng xe máy Chánh Lộ Trường, quý vị nhé, theo cô nhé.